Trong dân gian, có lẽ do ảnh hưởng của tín niệm sai lầm tháng 7 là tháng cô hồn, tháng tâm, nên từ đó quy kết thành tháng không tốt cho sinh con, tháng kinh doanh ế ẩm, tháng nhiều xui rủi trong việc mua xe, đầu tư và đi lại ban đêm và giao thông nói chung v.v. Người ta cứ truyền tai nhau, rồi mặc nhiên tin tưởng vào tháng âm xui rủi mà dường như không có lý luận hay căn cứ nào cụ thể và chính xác cả. Từ một vài người do không hiểu biết, mê tín, tà kiến rồi cứ thế truyền trao cho nhau kinh nghiệm sai lạc này trải qua nhiều thế hệ, nhất là trong bối cảnh xã hội có nhiều lệch chuẩn tín ngưỡng, khiến cho không ít người bị mê muội theo tin tháng 7, một tháng có ý nghĩa nhân văn, tháng báo hiếu, là tháng u ám, xui rủi, ma quỷ, thậm chí là chết chóc. Bạn là Phật tử cần tin hiểu chánh pháp, nêu cao chánh kiến để an trụ trong chánh tín. Thứ nhất, theo quan điểm Phật giáo, Đức Phật dạy không có năm, tháng, ngày, giờ nào tốt hay xấu mà lúc nào thân khẩu ý của ta khởi ác thì thời điểm ấy rất xấu với ta và ngược lại thì tốt. Thứ hai, Phật giáo không có quan niệm tháng 7 là tháng âm, tháng cô hồn, dù có tổ chức cầu siêu cho ông bà cha mẹ thân nhân quá vãng và thí thực âm linh cô hồn. Tháng âm hay tháng cô hồn là quan niệm dân gian, có chút ảnh hưởng Phật giáo nhưng theo hướng tiêu cực. Đạo Phật xem tháng 7 là tháng báo hiếu, báo ân, bốn ân sâu nặng bao gồm ân tam bảo, ân cha mẹ, ân quốc gia xã hội, ân tín thí. Tri ân và báo ân là nét đẹp nhân văn cao cả nhất, là đạo đức căn bản của người đệ tử Phật. Đức Phật dạy, vong ân bội nghĩa là trọng tội nên trong tháng 7, lễ hội Vu Lan báo hiếu răn dạy mọi người về hạnh hiếu để lo báo đền. Thứ ba, sinh con vào tháng 7 hay bất cứ tháng nào trong năm có thể tốt hay xấu hoặc bình nếu tính theo thuyết tử vi hay ngũ hành xung khắc kỵ hạp. Người Phật tử có chánh kiến không tin những thuyết này mà chỉ tin vào nhân quả nghiệp báo. Nếu thừa hưởng nghiệp cũ, cả biệt nghiệp lẫn cộng nghiệp, tích cực thì sinh con ra là hạnh phúc của con và gia đình, ngược lại là sự bất hạnh. Nghĩa là do nghiệp cũ của người con tương tác với cộng nghiệp gia đình và những chuyển hóa của nghiệp mới về sau mà có kết quả vui buồn tốt xấu khác nhau chứ không phải do sinh vào tháng 7 hay bất cứ tháng nào. Thành ra, sinh con vào tháng nào là nhân duyên của con. Sinh tử vốn vô kỳ, không hẹn, không định được. Không nên dùng các biện pháp khoa học để can thiệp giờ sinh hay tử, như thế là cưỡng duyên. Người Phật tử nên tùy duyên, nhân duyên thế nào thì thuận theo thế nấy. Điều mà mẹ nên chuẩn bị cho con là ngoài việc giữ gìn sức khỏe thai sản thì cần giữ tâm thiện lành, làm nhiều việc phước thiện để hồi hướng cho con. Sau khi sinh con và nuôi dưỡng thì cần quan sát tâm tính để hướng đạo theo Phật Pháp và chuyển nghiệp cho con được bình an, tốt đẹp. Vận mệnh của người sinh vào tháng cô hồn tốt hay xấu? Tháng 7 âm là tháng cô hồn, tháng của ma quỷ nên những người sinh vào này thường bị cho rằng là con của ma quỷ. Do đó, theo những quan niệm dân gian được truyền miệng lại tới bây giờ, hầu hết đều cho rằng người sinh trong tháng cô hồn thường có vận mệnh rất cứng rắn, ngang bướng, khó nuôi, dễ mang xui xẻo, điều không may cho gia quyến. Nhiều trường hợp phải đi xin làm con nuôi cũng vì thế. Tuy nhiên vẫn có những ý kiến trái chiều về vận mệnh của người sinh trong tháng cô hồn, cụ thể được chia thành hai luồng ý kiến như sau. Một là vận mệnh quá cứng nhưng không khắc người xung quanh. Những người như vậy được ví như tấm bùa hộ mệnh cho người xung quanh. Nói cách khác, chính vì mệnh của họ quá cứng rắn nên có thể giúp người bên cạnh tránh được một số tai ương, xui xẻo trong cuộc sống như tai nạn xe cộ, đổ máu. Hai là vì quá cứng rắn nên khắc người xung quanh như cha mẹ, anh em, con cháu. Nhưng đó chỉ là những giải thuyết được dân gian truyền miệng. Muốn xem vận mệnh của người sinh trong tháng cô hồn là tốt hay xấu, vẫn cần phải căn cứ vào bát tự ngày giờ sinh của bản mệnh bởi mỗi người đều có lá số tử vi riêng. Hơn nữa con cái là của trời cho, không thể chỉ vì sinh trong tháng cô hồn mà lập tức kết luận số mệnh của người đó là xấu. Đừng bỏ lỡ 30 điều kiêng kỵ trong tháng cô hồn tránh hồn siêu phách lạc. Ngày sinh của mỗi người đều do duyên định, cho nên cho dù sinh vào ngày giờ nào thì cũng đều có số mệnh của riêng mình. Có không ít người dù sinh vào ngày và giờ rất tốt, nhưng vận khí cuộc đời chẳng hề lý tưởng, thậm chí cả đời liên tục gặp xui xẻo. Vì sao lại thế? Đó là bởi mấu chốt nằm ở chỗ chính bạn có thể tự điều chỉnh bản thân, tự mình nỗ lực để mà không để mặc dòng đời xô đẩy hay không.
tính cách người sinh vào tháng cô hồn. Xem tử vi cho người sinh tháng cô hồn, tính cách đặc trưng của họ mang những đặc điểm như sau. Tâm địa thiện lương, hành sự cẩn trọng, ngoài cứng trong mềm, thái độ làm người hòa nhã, vui vẻ, ý chí kiên định. Làm người biết trước biết sau, đến nơi đến chốn, làm việc cẩn thận, không sơ suất, nắm được trọng điểm. Tính cách gấp gáp, tâm địa mềm mỏng, nhu thuận, nhưng dễ nổi nóng, cáu gắt, bực bội nếu trái ý. Người sinh vào tháng cô hồn thường thích hiếu động, không thích yên tĩnh, thường xuyên ngờ vực không căn cứ nên dễ dàng hỏng đại sự, tin lầm người, không tin cũng lầm người. Người thẳng tính, nhanh mồm nhanh miệng, có chuyện gì cũng không giấu được, giỏi ăn nói, giao tiếp tốt, đàm phán hay nhưng cũng có thể làm tổn thương người khác vì câu nói của mình mà không biết, nói trúng trọng tâm, biết cách giảng giải. Thích đi xa, ham du lịch, kiến thức rộng rãi. Tính khí bốc đồng, không ngồi yên một chỗ, không có thời gian nhàn rỗi. Năng lực học tập tốt, nhưng chỉ chú tâm 3 phần còn 7 phần để ý tới các hoạt động khác. Không kiên nhẫn, giảo hoạt, giỏi ứng biến, thích chuyện vui vẻ, mẫn tuệ, sâu sắc, có năng lực quan sát, tâm tư đơn giản, cơ trí, năng lực cao nhưng lại khiếm khuyết ổn định. Thích buông chuyện, có nhân duyên tốt với người khác phái, thích được là tiêu điểm, trung tâm của sự chú ý, nữ mệnh rất nữ tính. Ngoài ra, theo tử vi người tháng cô hồn, về bệnh tật, tháng 7 âm lịch là tháng thân, thuộc ngũ hành kim, người này cần chú ý các bệnh về bàng quang, bả vai, bắp đùi.